tôi nói tôi không có lấy. Chị bình tĩnh lại. Chị Phương nói á là chị Phương mắc 10.000 đô và chị Phương nghi ngờ vợ của anh lấy. Chính xác là 10.004 đô. Nhưng mà cái số tiền đó lớn lắm, tôi không có lấy mà. Dạ, cái số tiền lớn đó em cũng không dám mất nữa. Cô tự nhiên nghĩ gì là lấy tiền hả? Đôi mắt gì bà nghĩ người ta? Tại tôi đau quá, tôi đi làm không có nổi. Đau cái gì? Tôi té, tôi đau. Ủa chứ không phải chị nghĩ chị cẩu tán tiền hả? Trời ơi, tôi nói tôi té là tôi té thiệt mà, mấy người không tin hả? Tôi té nè. Làm cái chuyện gì khó coi vậy? Tôi té đau lắm chứ bộ. Ngăn kéo ở ngoài coi 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 có. Vỏ này sao mà anh đi cãi tôi, cái vỏ này tôi xài. Sao làm gì có một cái ngăn kéo nào sao mà không tin em về mình nè. Đó thấy không, ở đây có một cái ngăn kéo. Ở đây có một cái ngăn kéo nè. Em mở ra. Nè, đó. Nè, mở ra cho mình. Nghèo mà còn xui nữa. Mắm chân cái này vô à. Nghe nó nghe, nó nghe, nó nghe. Bà đem bà đi đóng tiền điện, tiền nước tháng này đều đi ha. Tôi đóng tiền điện nước rồi. Ông cất đi. Khi nào cần tôi hỏi. Tiền đâu bà đóng? Thì tôi cũng đi làm mà. Ủa bà cắt tóc rồi hả? Cắt tôi mát.